Hơn 20 năm qua, những người yêu thích hòn Non Bộ ở miền Tây đều biết đến ông Đỗ Thanh Nhân, 60 tuổi, ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ông là một trong những người thợ lâu năm chế tác hòn Non Bộ khéo tay bậc nhất miền Tây. Với ông Nhân, đây vừa là cái nghề cho gia đình ông thu nhập ổn định, vừa mang đến niềm vui cho ông và mọi người xung quanh khi tô điểm thêm một nét đẹp nghệ thuật trong cuộc sống. Đây là những hòn Non Bộ được ông Nhân lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Nghề làm hòn Non Bộ là một nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, đưa những cảnh vật từ thiên nhiên, núi non thu nhỏ vào trong các cảnh giả sơn, tạo cho gia chủ cảm giác thư thái gần gũi thiên nhiên. Tôi yêu thiên nhiên, thành ra coi như tôi lấy theo cảnh thiên nhiên, hòn núi ấy vậy là coi như có ý tưởng là tôi nghĩ ra tôi làm. Mình không có tự nhiên như đá này tôi làm, tôi là coi như đá cũng để tự nhiên chứ tôi có chỉ chẻ đá thôi chứ tôi ít có nhúng bàn tay vô tôi đục đẽo. Theo ông Nhân, muốn làm được một hòn Non Bộ đẹp, khâu quan trọng là chọn đá. Đá được ông mua tận miền Trung đưa vào, mỗi đợt khoảng từ 30 đến 40 tấn. Đá phải là những loại đá chất lượng như đá san hô, cổ thạch, dân mây, vân vân, chịu lực tốt. Những khối đá được ông Nhân cắt thành từng miếng, kết hợp cát, xi măng, kỳ công ghép thành khối lớn, rồi lên màu thành hòn Non Bộ. Cực nhất là lúc lên ý tưởng tạo tác. Thấy làm lâu vậy chứ mà nhiều khi cái ý tưởng mình nó bí. Mình lên sao mà cho nó lên thì cái ngọn coi nó hợp lý hài hòa cái hòn. Rồi mình phải tính từ gục đá vậy, coi như là muốn đưa vô làm sao thì coi như mình phải suy nghĩ mình tính. Thường ở làm mỗi ngày bình quân là khoảng 15 tiếng. Hòn Non Bộ đẹp nhờ sự phối hợp hài hòa giữa hồ cá, ngọn núi, cây xanh trồng trên đá. Tuy kích thước khác nhau mà ông sẽ tạo tác từ vài ngày cho đến cả tháng mới xong. Giá mỗi hòn Non Bộ dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Trước tôi mua 2 cái rồi, mà tôi mua hình như là có 2-3 năm rồi. Muốn mua thêm 2 cái nữa để cho nó có đẹp đẹp cái nhà chút, kỹ lưỡng lắm, chắc chắn lắm. Tôi thấy rất linh xảo. Mỗi năm, ông làm ra khoảng 70 hòn Non Bộ thế này. Nhờ vậy, giúp ông thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Ngoài làm hòn Non Bộ tại nhà giao cho khách, thì hơn 20 năm nay, ông Nhân đi khắp các tỉnh thành miền Tây để thiết kế, lắp ráp cho khách hàng có nhu cầu.